Giang Anh Hùng vào Quỳnh Thị Ngọc Huyền nha. Chú tất cả những cái gì thì Giang Anh cứ dùng cô ấy vào. Thằng anh khác. Chắc cái kiểu mẹ anh ta luôn. Anh sạc đi. Đâu? Giờ em thôi. Sạc thì nó cũng hay hỏng lắm. Mỗi nghìn, mỗi lần 5.000. Bật nhanh. Em sẽ kiếm được. Mấy anh em, mấy em bảo anh quá. Sao anh bị chuột nó đậm hết rồi? Thằng em thì 4.000 thôi. Vãi mẹ mày. Cạnh tranh đi. Thank you.
Nếu không nói ra, làm sao vui nhau?